sáng thế ký chương 23 ra qua đời tại Kiryat Araba Hebron xứ Canaan hưởng thọ 127 tuổi Abraham để tang và than các vợ đứng bên thi hài Sara Abraham yêu cầu gia đình họ hết tuy sống giữa các anh tôi chỉ là một kiểu dân xin các anh bán cho tôi miếng đất chôn cất để an táng vợ tôi dân họ hiện đáp. Vâng, chúng tôi vẫn coi ông là một bậc vương hầu của Đức Chúa Trời. Ông muốn chọn đất, chôn cất nào tùy ý. Chúng tôi không từ khước đất chôn cất của chúng tôi để ông chôn người chết của ông đâu. Abraham cúi đầu trước mặt họ, yêu cầu, các anh đã có nhã ý như thế, xin làm ơn nói giúp Ebron, con trai Soa, vui lòng bán cho tôi cái động mạc mi la ở cuối khu đất của anh ta tôi xin trả đúng theo thời giá để mua cái động ấy làm đất chôn cất đang ngồi giữa gia đình họ hết ebron người hê tít trả lời trước mặt dân chúng đến trước cổng thành thưa ông tôi xin biếu ông cái động lẫn cả khu đất đây có dân chúng làm chứng tôi xin tặng cả cho ông để ông an táng xác bà. Abraham lại cúi đầu trước mặt dân chúng trong xứ và đáp lời Ephron. Trong khi dân chúng lắng tai nghe, tôi chỉ xin mua và trả tiền sòng phẳng. Xin anh vui lòng nhận tiền, tôi mới dám an táng vợ tôi. Ephron đáp. Miếng đất trị giá 400 lạng bạc, nhưng chỗ tôi và ông có gì đâu. Xin ông an táng bà đi nghe chủ định giá Abraham cân 400 lạng bạc theo cân lượng thị trường trả cho Ephron trước sự chứng kiến của người hết cánh đồng của Ephron tại ranh mamre gồm khu đất và cái động cùng cây cối trong khuôn viên từ nay thuộc quyền sở hữu của Abraham hai bên thỏa thuận tạo mãi có dân hết chứng kiến tại cổng Abraham an táng vợ mình trong khu đất và cái động của Ebron. Động và hang đá đều được chuyển nhượng cho Abraham dùng làm mộ địa trước mặt dân hết.